Thưa quý vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến bắt đầu từ năm 2025, môn sử sẽ trở thành môn thi bắt buộc tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Thông tin này nhận được sự đồng tình ủng hộ cao của đông đảo học sinh ở Bình Dương bởi những giá trị tích cực mang tính lâu dài, bền vững mà sự thay đổi này mang lại. Có thêm một môn thi bắt buộc chắc chắn áp lực bài vở sẽ nhiều hơn. Thế nhưng, tham khảo ý kiến học sinh thuộc các khối lớp khác nhau tại nhiều trường trung học phổ thông của Bình Dương, tất cả đều rất đồng thuận. Đây là một tín hiệu đáng mừng, bởi nó cho thấy thế hệ trẻ có tình yêu với quê hương đất nước, với quá trình dựng nước, giữ nước hào hùng của ông cha. Thêm môn sử vào cái kỳ thi thì em nghĩ đó là một cái điều nó cũng rất là cần thiết. Và trước cái thông tin này thì em cảm thấy rất là vui. Thì em nghĩ là em phải thay đổi cái kế hoạch học tập của em. Em không có cái vấn đề gì với việc phải học môn sử và thi môn sử. Tại vì em thấy lịch sử khá là thú vị. Cái việc cho lịch sử vào như một môn bắt buộc để thi tốt nghiệp vào trung học phổ thông á, là một việc em nghĩ đáng mừng. Tại vì Bác Hồ đã từng nói là dân ta phải biết sử ta. Giờ tình trạng hiện tại là rất nhiều người Việt, đặc biệt là học sinh, không có hiểu biết, am hiểu nhiều về lịch sử của nước nhà mình. Và cái này đều là một điều đáng tiếc. Theo lộ trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm học 2022-2023, cả nước bắt đầu thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới đối với khối lớp 10. Như vậy, đến năm 2025, nếu dự kiến của Bộ được thông qua, các em sẽ là lứa học sinh đầu tiên thi tốt nghiệp trung học phổ thông gồm 4 môn bắt buộc là toán, ngữ văn, tiếng Anh và lịch sử. Hiện nay, thời lượng dành cho môn lịch sử trong chương trình phổ thông rất ít, chỉ từ 1,5 đến 2 tiết mỗi tuần. Vì vậy, cần sớm có quyết định có đưa môn sử trở thành môn bắt buộc trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông vào năm 2025 hay không để giáo viên và học sinh có sự chuẩn bị ngay từ năm nay. Giáo viên chắc chắn sẽ có một cái phương pháp đầu tư nhiều hơn để tạo cái sự hứng thú học tập cho các em trước, và sẽ có cái sự soạn giảng như thế nào mà để giúp các em nắm bắt các cái sự kiện một cách chắc chắn hơn và chuẩn bị cho các em một cái tâm lý cũng như một cái kiến thức vững vàng hơn trong cái kỳ thi những năm sắp tới. Có thể thấy, dù chỉ mới đang ở giai đoạn dự thảo xin ý kiến, nhưng thay đổi của Bộ Giáo dục và Đào tạo liên quan đến môn sử đang nhận được sự đánh giá cao từ dư luận xã hội. Bác Hồ kính yêu đã khẳng định, dân ta phải biết sử ta, cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam. Khi mà đất nước ngày càng hội nhập sâu rộng, thì những trang sử hào hùng chính là nền tảng để nhắc nhở mỗi người dân, nhất là thế hệ trẻ, cần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của quê hương.